dính thắng lưỡi có gây chậm nói cho bé? Cái gì cũng hay, mỗi cái hay là dở. Để bác sĩ Gấu Trúc nói với các mẹ nha. Dính thắng lưỡi không gây chậm nói. Dính thắng lưỡi có thể gây ra nói ngọng nhưng không gây chậm nói. Chậm nói có rất là nhiều nguyên nhân. Ví dụ này, một số bé nó bị khiếm khuyết về khả năng nghe này, rồi một số cây bé nó bị rối loạn phổ tự kỷ này, một số bé nó chậm phát triển tâm thần vận động này, thì những cái nguyên nhân đó có thể làm cho bé bị chậm nói. Vậy làm sao mình biết được là con mình có bị dính thắng lưỡi hay là không? Thì rất là nhiều trẻ bị cái chứng này có những cái biểu hiện như thế này. Đó là khi trẻ khóc á, cái lưỡi của bé đẩy mạnh ra ngoài thì đầu lưỡi nó không nhọn mà nó bị kéo lại tạo thành hình trái tim. Khi bé đưa lưỡi ra ngoài thì cái đầu lưỡi nó phẳng, thay vì nó nhọn thì nó lại phẳng và hoặc nó có hình tù. Bé không thể đưa lưỡi vượt quá hai cái bờ môi được, và đặc biệt là bé sẽ không đưa được đầu lưỡi chạm vào cái vòm họng được. Đấy là những cái biểu hiện của một em bé dính thắng lưỡi. Dính thắng lưỡi á, thì nó cũng gây ra một số cái phiền phức như thế này. Ví dụ nó có thể làm cho bé bị khó bú, nhất là trong mấy tháng đầu đời. Nó có thể làm cho bé bị nói ngọng. Sau khi em bé nó tập nói và nói được một vài câu á, bé có thể bị nói ngọng một số âm tiết. Và khi bé lớn thì có thể sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Mỗi khi bé nói, bé cười á, người ta nhìn thấy cái lưỡi nó hơi xấu một tí. Vậy thì có nên cắt thắng lưỡi hay là không? Bây giờ có rất là nhiều mẹ đổ xô đi cắt thắng lưỡi. Cắt hay là không á, nó còn phụ thuộc vào cái mức độ nặng của dính thắng lưỡi, cũng như là nó có ảnh hưởng nhiều tới ba cái lĩnh vực kể trên hay là không. Dính thắng lưỡi người ta chia ra làm 4 mức độ nặng là độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Độ 4 tức là cái thắng lưỡi nó rất là ngắn rồi, cái thắng lưỡi nó dưới 3mm là cắt. Độ 3 là nó từ 3 đến 7mm. Và độ 2, độ 1 là từ 8mm trở lên. Như vậy độ 4 là bắt buộc cắt ha. Độ 3 thì nên cắt ha. Độ 2 thì nên theo dõi. Và độ 1 là thường không phải cắt. Vậy nha, các mẹ cứ yên tâm.